13 của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Cá nhân, pháp nhân có quyền dân sự bị xâm phạm được bồi thường toàn bộ thiệt hại, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Article 13. Compensation for damage. Each person has his, her civil rights violated shall be eligible for total damage, unless otherwise agreed by parties or unless otherwise prescribed by law.